Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây mời các bạn đến với bản tin bóng đá tối ngày hôm nay 19 tháng 11 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Trong phần đầu tiên này thì mời các bạn đến với phần cập nhật kết quả trận đấu giữa đội tuyển Futsal nữ Việt Nam và đội tuyển Futsal nữ Philippines, đội chủ nhà của giải Futsal nữ Đông Nam Á 2024. Ở phần tiếp theo mời các bạn đến với những nội dung chính sau đây. Ngôi sao nào bị gạch tên khỏi tuyển Việt Nam khiến người hâm mộ tiếc nuối nhất? Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á nói lời có cánh cho huấn luyện viên Kim Sang Sik. Huấn luyện viên Kim Sang Sik kỳ vọng gì ở máy quét mới trên tuyển Việt Nam? Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn thân mến, sau hai lượt đầu tiên, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam toàn thắng cả hai trận. Trong khi đó, chủ nhà Philippines có một trận hòa và thua một trận. Mục tiêu của tuyển nữ Philippines có lẽ là một vị trí trong top 4 để được chơi ở trận tranh hạng 3. Xét về thực lực, tuyển Futsal nữ Việt Nam chắc chắn hơn hẳn đối thủ và sẽ hướng đến một chiến thắng. Một chiến thắng nữa sẽ giúp chúng ta góp mặt ở trận chung kết đấu với đội tuyển Futsal nữ Thái Lan. Trên bảng xếp hạng FIFA, Philippines xếp hạng 59, còn Việt Nam đứng hạng 11. Khoảng cách thứ hạng là đủ để cho thấy chất lượng khác biệt của hai đội tuyển. Đây là lần đầu tiên giải Futsal nữ Đông Nam Á được tổ chức và Việt Nam có thành phần là nhiều cầu thủ bóng đá chuyển sang, điển hình là trường hợp của tiền vệ Thùy Trang. Đội tuyển Futsal nữ Việt Nam cũng có một vài đợt tập huấn trước thềm giải đấu này và vô địch giải đấu diễn ra tại Thái Lan. Những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra là tương đối cân bằng, đội tuyển Philippines chủ nhà cho thấy khả năng kiểm soát bóng tốt. Tuyển Philippines với lợi thế ở tại sân nhà tung ra nhiều pha dứt điểm hơn so với tuyển nữ Việt Nam. Đến phút 14, cú sút ở góc hẹp quá đẹp của Lan Mai mang về bàn mở tỷ số cho tuyển Futsal nữ Việt Nam, bàn thắng đẳng cấp ở thời điểm quan trọng của trận đấu. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về tuyển Futsal nữ Việt Nam. Sang hiệp 2, cụ thể là phút 21, Thanh Ngân đẩy bóng và dứt điểm bóng sệt hiểm hóc đánh bại thủ môn Philippines, cách biệt được nhân đôi cho Futsal nữ Việt Nam. Đến phút 25, tỷ số là 1-2. Đen Capo dứt điểm ở góc hẹp đánh bại thủ thành Thủy Linh giúp Philippines rút ngắn tỷ số. Phút 27, Phương Anh đón đường bóng từ quả đá biên và dứt điểm vào góc gần nâng tỷ số lên 3-1. Tiếp đến ở phút 29, tỷ số được nâng lên 4-1, Lan Mai đánh đầu chính xác sau quả tạt từ cánh trái. Đến phút 30, Thu Xuân nâng tỷ số lên 5-1 sau pha bản công thần tốc. Cú dứt điểm uy lực của cô không cho thủ môn đội bạn có cơ hội cản phá. Đến phút thứ 32, tuyển Futsal nữ Việt Nam ấn định tỷ số 6-1. Đây là pha bóng Thùy Trang đã kiến tạo từ pha đá phạt góc để cho cầu thủ dứt điểm dễ dàng vào lưới trống. Như vậy là Việt Nam của chúng ta toàn thắng ở vòng bảng với 9 điểm có được như Thái Lan, nhưng chúng ta đứng đầu do hơn chỉ số phụ, cụ thể là dương 14 so với dương 9 của Thái Lan. Ngày mai, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam sẽ thi đấu với tuyển Futsal nữ Thái Lan. Đây là trận đấu không có nhiều ý nghĩa bởi là cả hai đội đã chính thức có mặt ở trận chung kết. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đề cao huấn luyện viên tuyển Việt Nam. Trong loạt bài viết giới thiệu về các đội tuyển mới đây trên trang chủ của giải bóng đá vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2024 hay có tên gọi là ASEAN Cup 2024, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF bày tỏ kỳ vọng tuyển Việt Nam sẽ có phần thể hiện ấn tượng và giành được thành tích tốt ở mùa giải năm nay. Trong bài viết của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á có đoạn viết về tuyển Việt Nam như sau. Việt Nam là đội đang khát khao giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ 3 trong lịch sử tại giải vô địch Đông Nam Á 2024 AFF Cup. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hàn Quốc Kim Sang Sik, Việt Nam được kỳ vọng là sẽ tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng trong giải đấu mà đội tuyển này đã tham gia 14 lần và lọt vào bán kết trong hầu hết các lần tham dự, 12 trên 14 lần tham dự giải. Trong bài viết này, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đánh giá cao thuyền trưởng tuyển Việt Nam. Ông Kim Sang Sik là một cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá ở châu Á, từng thi đấu ở vị trí trung vệ cho các câu lạc bộ như là Seong Nam, Jeonbuk Hyundai Motors cũng như là đội tuyển quốc gia Hàn Quốc trong suốt sự nghiệp thi đấu lẫy lừng của mình. Ông cũng từng huấn luyện đội Jeonbuk Hyundai Motors trong khoảng 2 năm, dẫn dắt đội này giành chức vô địch K-League 1 vào năm 2021 và chiến thắng ở Cúp Quốc gia Hàn Quốc vào năm tiếp theo. Chiến lược gia 47 tuổi tiếp quản ghế nóng tuyển Việt Nam lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2024 sau sự ra đi của ông Philippe Jouzier
và bắt đầu nhiệm kỳ của mình bằng thắng lợi 3-2 trước Philippines. Dù không giành được chiến thắng nào trong 4 trận kế tiếp, ông Kim Sang-sik sẽ rất muốn đưa tuyển Việt Nam trở lại đúng hướng tại AFF Cup 2024. Hiện tại, ông Kim Sang-sik đang có chuyến vi hành để theo dõi cũng như là nghiên cứu các đối thủ của chúng ta tại AFF Cup, đó là Philippines, Lào và Indonesia. Sau đó, nhà cầm quân này sẽ cùng đội tuyển sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12. Huấn luyện viên Kim Sang-sik kỳ vọng gì ở máy quét mới của tuyển Việt Nam? Các bạn thân mến, ở tuổi 30, tiền vệ Doãn Ngọc Tân của Thanh Hóa đang đứng trước cơ hội lớn nhất trong sự nghiệp của mình, đó là việc được khoác áo đội tuyển quốc gia, tham dự chi chiến tại AFF Cup 2024. Mới đây, ở trận đấu giữa Hải Phòng và Thanh Hóa ở tại phút 85 của trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 3 tại V-League, đội khách Hải Phòng đã thực hiện một pha hãm thành với hy vọng là tìm bàn gỡ. Cả đội Thanh Hóa, trong đó có Doãn Ngọc Tân, đang phòng ngự trong vòng cấm. Bóng được Thanh Long phá lên, sau đó thì Lâm Ti Phong của Thanh Hóa đoạt được bóng để tổ chức phản công. Chỉ vọn vẹn trong vòng 8 giây, Ngọc Tân đã chạy nước rút từ phần sân nhà, vượt qua quãng đường xấp xỉ khoảng 70m để đón đường chuyền của đồng đội, thực hiện pha đánh đầu khiến cho thủ thành Đình Triệu phải bay người hết cỡ để cứu thua. Cần nhấn mạnh là đó là thời điểm cuối trận và Ngọc Tân chỉ cần chưa đầy đến 10 giây để chạy từ vòng cấm của đội nhà sang cầu môn của đối thủ. Bước chạy của cầu thủ này là tất cả những gì mà ông Veliza Popov cần, đó là năng nổ, máu lửa, quyết liệt và không ngại cháy trong từng phút từng giây hiện diện trên sân cỏ. Trong năm thứ 3 huấn luyện Thanh Hóa, ông Popov vẫn khiến cho người xem phải ngạc nhiên. Học trò của ông Popov dẫn đầu V-League có chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp. Đó là thành quả của phương pháp huấn luyện thể lực hiệu quả mà trong ngày đầu từng có cầu thủ phải choáng váng vì phải tập quá nặng. Nhưng tại Thanh Hóa vẫn kiên trì, ông Popov đã thành công bởi ông có một cận thần cần mẫn như là Doãn Ngọc Tân. Ngọc Tân là cầu thủ từng phải chật vật tìm chỗ đứng ở câu lạc bộ Hải Phòng. Khi phải đến mùa giải năm 2017, tức là đã ở độ tuổi 24, tiền vệ này mới có mùa đầu tiên chơi nhiều hơn 20 trận ở V-League. Ngọc Tân vươn lên đội 1 của Hải Phòng trong thời kỳ bất ổn và suy tàn, khi đội bóng này chỉ còn là cái bóng sau mùa giải Á quân năm 2016. Đến năm 2021, Ngọc Tân chuyển đến Thanh Hóa, cũng trong giai đoạn đội bóng này đang loay hoay ở giữa bảng xếp hạng. Dù lập tức giành được chỗ đứng ở câu lạc bộ mới, nhưng Ngọc Tân chưa bao giờ vươn đến màu áo đội tuyển quốc gia. Ở V-League, tiền vệ 30 tuổi khi đó cũng hiếm khi được liệt kê nằm trong nhóm xuất sắc nhất, bởi anh không có gì đặc biệt từ sút xa, chuyền ngắn, dài hay là cầm trì trận đấu. Duy chỉ có cái nhiệt của Ngọc Tân là không lẫn vào đâu được. Chỉ đến khi ông Popov xuất hiện thì tầm quan trọng của cầu thủ này mới được khẳng định. Có trong tay một tiền vệ sẵn sàng chiến tay đôi đến hơi thở cuối cùng là điều kiện tiên quyết để xây dựng đội bóng đầy kỷ luật và giàu năng lượng. Ông Popov hiểu điều đó và tin dùng Ngọc Tân bên cạnh Thái Sơn, tạo thành một bộ đôi tiền vệ càn quét có sức chiến đấu cao bậc nhất tại V-League. Ngọc Tân đã chơi 50 trong số 54 trận gần nhất của Thanh Hóa ở V-League. Mùa này anh ra sân 7 trận với tổng số phút là 625. Cần lưu ý đến một chi tiết nữa là trong 12 trận gần đây nhất thì có 11 trận Ngọc Tân cày đủ 90 phút. Sắp bước qua bên kia sườn dốc, lại thi đấu ở vị trí nặng về thể lực, tranh chấp lẫn va chạm như là một tiền vệ phòng ngự, Ngọc Tân vẫn là một trong những cầu thủ chùy nhất. Ở tuổi 30, Ngọc Tân không phải là không có giải pháp cho tương lai. Tuy nhiên thì ông Kim Sang-sik có lẽ chỉ cần cho hiện tại. Việc trao cơ hội cho cầu thủ chưa từng ăn cơm tuyển chẳng những là mang lại sức mạnh và cơ bắp cho tuyến giữa mà nó còn mang đến thông điệp rõ ràng: cơ hội sẽ đến với bất cứ ai. Tuyển Việt Nam cần sức trẻ, cần kinh nghiệm và cũng cần cả những gương mặt kém danh tiếng, nhưng đã ra sân là phải cháy hết mình như trường hợp của Ngọc Tân. Châu Ngọc Quang rồi Lê Phạm Thành Long, điểm chung của cả ba cầu thủ này đều chơi ở tại tuyến giữa. Đây cũng là vị trí huấn luyện viên Kim Sang-sik đang đau đầu tìm kiếm nhân tài để giải phóng sức ý, vốn tồn tại từ cuối thời huấn luyện viên Park Hang-seo cho đến nay. Để chơi sòng phẳng với những đội có nội tại quá tốt như là Thái Lan hoặc là Indonesia, học trò của ông Kim Sang-sik cần sức bật mới mẻ. Với những tân binh dồn dập lên đội tuyển trong 2 tháng qua, bước đà đó có thể sẽ đến từ tuyến giữa, nơi mà sức chiến đấu sẽ là chìa khóa khai mở tiềm năng.
Đứng trước nút thắt cuộc đời, Doãn Ngọc Tân cần thực hiện một cú nước rút táo bạo như những gì mà anh đã làm tại V-League để có thể có suất ở AFF Cup 2024. Danh sách tuyển Việt Nam, những cái tên nào bị loại đáng tiếc nhất? Các bạn thân mến, như đã chuyển đến các bạn ở bản tin trước thì chiều ngày 18 tháng 11, 30 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2024 đã được hé lộ. Bản danh sách của ông Kim Sang-sik ngay lập tức đã gây bão bởi có khá nhiều sự mới lạ. Không giống như những gì mà người hâm mộ và truyền thông dự đoán trước đó, nhiều gương mặt có phong độ chói sáng thời gian gần đây đồng loạt vắng mặt, gây không ít những tiếc nuối cho người hâm mộ cũng như giới chuyên môn. Huấn luyện viên Kim Sang-sik bất ngờ gạch tên bộ đôi ban cán sự của đội tuyển là trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Lý giải cho điều này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết là cả hai không đạt được trạng thái thể lực và hiệu suất thi đấu tốt nhất, từ đó không đạt yêu cầu của ông Kim Sang-sik. Đối với Ngọc Hải, đây có lẽ là lần đầu tiên sau 10 năm anh không có mặt trong đội hình tham dự AFF Cup. Nhân vật đem đến sự tiếc nuối nữa đó là tiền đạo Nguyễn Công Phượng của Trường Tư Bình Phước. Ngay từ khi trở về Việt Nam thi đấu, Phượng đã được đồn đoán là chắc suất trở lại đội tuyển dù là anh chưa thi đấu. Cho đến nay, khi giải hạng nhất đã qua 4 vòng, cùng với Hoàng Đức, Công Phượng chính là cầu thủ chói sáng nhất. Thậm chí anh còn dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 3 pha lập công sau 4 trận đấu, chưa kể là kinh nghiệm trận mạc là điều mà Công Phượng có thừa. Một số sự vắng mặt gây nhiều tiếc nuối khác có thể kể ra là Trần Minh Vương của Hoàng Anh Gia Lai, Võ Hoàng Minh Khoa của Bình Định, Amit, Nguyễn Thanh Long của Thanh Hóa hay thậm chí là Lương Xuân Trường của Hà Tĩnh. Đây đều là những cầu thủ gây ấn tượng mạnh tại V-League thời gian gần đây. Bên cạnh những cầu thủ trên, ông Kim Sang-sik sẽ không có được sự phục vụ của hậu vệ Việt Kiều Gia Sơn Pedang Quang Vinh do không hoàn thành kịp thủ tục nhập tịch. Ông Kim cũng rất chăm chỉ đi dự khán các trận đấu và chắc chắn bản danh sách lần này được ông thầy người Hàn Quốc tính toán kỹ lưỡng. Ông cũng trao cơ hội cho nhóm cầu thủ trẻ như Đình Bắc, Vĩ Hào, Quốc Việt, Văn Khang, Hải Long hay là sự trở lại của Trương Tiến Anh. Có lẽ ông Kim đã sẵn sàng thực hiện thay máu lực lượng chuyển giao thế hệ nơi đội tuyển quốc gia Việt Nam. Như đã nói thì kể từ khi rời Nhật Bản về nước thi đấu, Công Phượng đang thể hiện phong độ ấn tượng. Tuy nhiên thì anh lại không có tên trong danh sách 30 cầu thủ chuẩn bị cho AFF Cup 2024. Dù không có mặt trên đội tuyển quốc gia lần này, Công Phượng vẫn nhận được sự ủng hộ to lớn từ người hâm mộ. Các cổ động viên đã chuyển doping tinh thần đến cựu ngôi sao của Hoàng Anh Gia Lai trước trận sắp tới của Bình Phước. Cụ thể đã có rất nhiều bình luận động viên Công Phượng trong bài đăng mới nhất của đội bóng trước chuyến làm khách trên sân của Huế ở vòng 5 giải nhất quốc gia 2024-2025. Công Phượng hãy thi đấu và hãy ghi thật nhiều bàn thắng trên mọi trận đấu và đưa Bình Phước lên hạng cho mọi người thấy được đẳng cấp thực sự của bản thân. Cậu ấy tiếp tục ghi bàn và mang về 3 điểm cho Bình Phước. Gọi cầu thủ Ninh Bình trong khi Công Phượng đang hay nhất ở dạng nhất, phong độ cao thì huấn luyện viên lại không gọi lên tuyển, thực sự là rất chán. Trong khi đó thì bình luận viên kỳ cựu Quang Huy đưa ra đánh giá là Công Phượng đang đạt phong độ tốt tại Trường Tư Bình Phước. Công Phượng là người có kinh nghiệm, có đẳng cấp và có lối sống cũng như sinh hoạt mẫu mực. Với tình hình hàng công hiện tại thì Công Phượng là xứng đáng được trao cơ hội tập huấn cùng tuyển Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.